Một sự việc có thể coi là hy hữu và cũng rất kỳ diệu vừa mới xảy ra. Một bé gái 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển Quảng Ninh và lênh đênh dưới cái biển gần 1 giờ đồng hồ đã được các chiến sĩ biên phòng phát hiện và cứu sống an toàn. trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai thuộc đồn biên phòng Ngọc Quảng Ninh cho biết vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4, đơn vị nhận được tin báo của người dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hạ Mai về việc một bé gái sinh năm 2021 bất ngờ bị rơi xuống biển. Trên phương tiện lúc đó có 5 người bao gồm cả bố và mẹ của cháu bé. Nhận được tin báo, bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng phương tiện tìm kiếm và đã phát hiện cứu vớt được cháu bé đưa vào bờ để rồi sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Hiện nay sức khỏe của bé gái đã được ổn định. Ông nội cháu bé cho biết khi cả nhà tập trung kéo cốc ruốc, một thành viên được sao nhiệm vụ trông bé gái, nhưng người này lại ra xem gia đình kéo cốc ruốc, bỏ quên cháu gái đang nằm lẫy ở mạng của mảng xốp. Lúc cả nhà không thấy tiếng bé gái EA mới hốt hoảng tập trung đi tìm. Tìm mãi không thấy cháu bé, ông nội mới gọi điện kêu cứu biên phòng.